bao giờ vấn nạn tín dụng đen ở Việt Nam do Trung Quốc núp bóng mới chấm dứt. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm, tình trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng đen được truyền thông nhà nước mô tả là rất sôi động, đặc biệt là tại các khu chế xuất có nhiều nhà máy. Theo đó, nhân viên của các tổ chức tín dụng bất hợp pháp thường xuyên túc trực 24/24 để cho vay tiền nhanh cho những công nhân cần tiền về quê ăn Tết. Tờ báo Lao động vào 20 tháng 1 đưa tin tiêu đề "Phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội, người dân sống yên". Bản tin cho biết người dân rất phấn khởi khi liên tục có nhiều tin lực lượng công an khắp cả nước đã truy quét bắt các băng nhóm tín dụng đen. Thông tin cho biết phải quét sạch tín dụng đen để lập trật tự xã hội. Theo đó, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 365% mỗi năm. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan tới tín dụng đen. Hệ thống tín dụng đen cho vay không có tài sản thế chấp luôn đi liền với đòi nợ thuê, gây ra sự bất ổn trong xã hội. Côn đồ đòi nợ thuê không từ bất cứ thủ đoạn nào, từ việc khủng bố tinh thần, ném đồ bẩn vào nhà, thậm chí sử dụng cả vũ lực. Việc đòi nợ thuê này đã xảy ra nhiều trường hợp đổ máu, gây thương tích, kể cả thiệt mạng. Do đó, nhiều người túng thiếu cần tiền chi tiêu, công nhân về quê ăn Tết chỉ cần nghe lời dụ dỗ của các nhóm tín dụng đen là không có đường thoát. Nợ chồng nợ không bao giờ dứt, một khi đã dính vào bẫy của tín dụng đen thì cả đời sẽ là con nợ. Được biết, càng gần Tết, càng nhiều người lao động cần tiền nên rất dễ dính vào cái bẫy tín dụng đen, mặc dù lãi suất vay nóng rất cao, có thể lên tới 400-500% trên một năm. Nhưng nhiều người lao động vẫn đành cắn răng chấp nhận vay để về quê sum họp gia đình hay gửi tiền quà cho thân nhân ở quê nhà trong dịp Tết. Một số công nhân và phóng viên Thời báo .d có điện kiện tiếp xúc cho biết đây là tình trạng diễn ra hàng năm và năm nay còn tệ hơn khi cuộc sống khó khăn, lương không tăng mà vật giá thì lại tăng cao. Một nữ công nhân làm việc tại khu chế xuất ở tỉnh Bình Dương cho biết như sau. Đa số công nhân chúng em đều mượn tiền ăn trước trả sau cho dịp Tết, phải mượn họ một khoản để chi dùng trong dịp Tết, rồi sau đó sau Tết được lãnh tiền lương, tiền thưởng rồi trả cho họ, nhưng phải trả với số tiền lời với tiền lãi rất cao. Quảng cáo tín dụng đen tràn lan tại Việt Nam. Được biết, trong những năm gần đây, một hình thức cho vay được gọi là vay ngang hàng trực tuyến đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là hình thức các doanh nghiệp thu hút tiền của nhà đầu tư, sau đó kết nối với bên cần vay tiền là người dân vay doanh nghiệp nhỏ thông qua một trang web hoặc nền tảng ứng dụng giao dịch mà không thông qua ngân hàng. Truyền thông Việt Nam cho biết trong 40 công ty cho vay ngang hàng đang hoạt động ở Việt Nam thì có thêm 10 công ty có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giới chuyên gia kinh tế đánh giá đó là biến tướng của tín dụng đen, tức là loại cho vay lãi suất rất cao và lãi suất cắt cổ. Trên danh nghĩa họ cho vay với lãi suất hạ, nhưng cộng tất cả các khoản chi phí thì lãi suất có thể lên tới 400, 500, thậm chí 700 hoặc 800% cho cùng một năm. Hình thức cho vay tín dụng kiểu ngang hàng này có ưu điểm là tiết kiệm thời gian, chi phí, đáp ứng nhu cầu vay tiền nóng mà không có tài sản thế chấp. Chỉ cần có giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, hóa đơn tiền điện tháng mới nhất, gọi theo số điện thoại ở các cột điện trên vỉa hè, người có nhu cầu vay tiền có thể vay được tiền ngay lập tức trong vòng 15 phút. Năm 2019, một hãng tin quốc tế đã tìm hiểu về hình thức cho vay này tại Trung Quốc cho biết hình thức này bắt đầu bùng nổ tại Trung Quốc vào năm 2011 và rơi vào tình trạng không kiểm soát được vào năm 2015. Kể từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc đã kiểm soát và siết chặt các hoạt động này. Từ đó, các công ty ở Trung Quốc đã đổ xô sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để mà tung hoành ngang dọc và tiếp tục tìm những con mồi cho mình. Hiện nay các ngân hàng có nhiều hình thức cho vay như vay tín chấp, vay thế chấp, vay tiêu dùng, vay mua nhà, vay mua xe. Nhưng các ngân hàng đều yêu cầu người đi vay phải trình bày mục đích vay rõ ràng, phải chứng minh có thu nhập ổn định, phải có tài sản thế chấp, chưa kể thời gian xét duyệt có thể kéo dài. Một băng nhóm cho vay tín dụng đen bị công an bắt giữ và xử lý. Trong khi đó, đối với rất nhiều người lao động, những điều kiện mà ngân hàng đưa ra họ không thể đáp ứng được, trong khi tiền chữa bệnh, tiền học phí, tiền thuê nhà
đều là những nhu cầu căn bản và cấp bách. Do vậy, họ không còn cách nào khác là phải nhờ vào tín dụng đen. Số người có nhu cầu vay tiền không cần tờ giấy tờ thế chấp tại Việt Nam hiện nay rất đông. Họ sẵn sàng chấp nhận vay ở mức lãi cao để giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng lãi suất có thể cao đến mức nếu không trả được thì người đi vay chỉ còn cách bỏ trốn biệt xứ mà thôi. Công luận cho thấy rằng công an cần phải ra tay để ngăn chặn và triệt phá các băng nhóm xã hội đen, mượn danh nghĩa tín dụng nhưng thực chất là các tổ chức cho vay với lãi suất cắt cổ, khiến người vay bị dồn tới đường cùng. Đây là một nhu cầu rất bức thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Bao giờ vấn nạn tín dụng đen ở Việt Nam do Trung Quốc núp bóng mới chấm dứt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Để tình trạng một quốc gia, hai chế độ, luật pháp khác nhau, lỗi tại ai? Sau 3 tháng bị khởi tố vào ngày 15 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 1 đưa tin Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên lịch xét xử Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố nữ người mẫu Ngọc Trinh với tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 2 do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên lịch xét xử Ngọc Trinh vì tội gây rối trật tự công cộng. Viện kiểm sát xác định Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là đã ăn năn hối cải và thành thật khai báo. Nhưng Ngọc Trinh cũng có tình tiết nặng đó là phạm tội nhiều lần. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là một nhân vật nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng trong giới showbiz tại Việt Nam. Không ít người đã thắc mắc vì sao Ngọc Trinh lại bị truy tố đến mức hình phạt cao nhất có thể là 7 năm tù hoặc nhẹ nhất cũng phải là 2 năm tù đến như vậy. Công luận so sánh với một số vụ án gần đây và nhận thấy có sự bất công trong những vụ án bất thường. Ví dụ như vụ án cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh lái xe gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận. Vậy mà tại phiên án xét xử sơ thẩm lần thứ 2, ngày 5 tháng 12 năm 2023, cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh chỉ bị tòa án quân sự quân khu 2 và quân khu 5 tuyên phạt 14 tháng tù và phải bồi thường 245 triệu đồng với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây chết người. Theo kết luận của hội đồng xét xử, ông Hoàng Văn Minh có lỗi 80%, nữ sinh bị tử vong có lỗi 20% do không có bằng lái xe, không làm chủ được tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dụng. Bản án của kẻ trên đã gây bức xúc trong công luận vì sự bất công khi thiếu tá Hoàng Văn Minh lái xe gây tai nạn chết người nhưng chỉ bị phạt có 14 tháng tù mà thôi. Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rằng lái xe nghe điện thoại lúc gây tai nạn xuống xe vẫn nghe điện thoại, chưa kể các hành vi như nhờ người nhận tội thay, cố tình thay đổi kết quả xét nghiệm máu v.v. từng ấy tội mà chỉ bị phạt có 14 tháng tù. Hay mới nhất, trong phiên tòa xét xử vụ án Việt Á, có 38 bị cáo, ông Trung Ngọc Anh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Chủ tịch Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ bị truy tố với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Gây thất thoát của nhà nước 18,9 tỷ đồng, nhưng ông Trung Ngọc Anh chỉ bị tuyên án có 3 năm tù, rất là nhẹ. Đó là chưa kể đến việc ông Trung Ngọc Anh đã nhận quà biếu tới 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt. Vậy mà ông không bị truy tố về tội nhận hối lộ trong đại án này. Cô người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố bắt giam do gây rối trật tự công cộng trên mạng. Trong khi đó, theo quy định tham nhũng 1 tỷ đồng trở lên hay gây thiệt hại cho nhà nước lớn hơn 5 tỷ đồng sẽ bị chịu hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hay tử hình. Tội của ông Trung Ngọc Anh phải nằm trong khung hình phạt này mới đúng luật. Một vụ việc khác từng xôn xao dư luận đó là công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tha bổng cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11 kg chất cấm, đó là
ma túy. Còn Ngọc Trinh chỉ vì chạy xe mô tô mà lại bị truy tố khung hình phạt rất nặng từ 2 đến 7 năm tù. Rõ ràng những so sánh kể trên đã cho thấy có tiêu chuẩn kép trong việc áp dụng các điều luật của Bộ Luật Hình sự và hoàn toàn thiếu vắng sự công minh. Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, việc điều tra xét xử các vụ án nếu áp dụng tiêu chuẩn kép thì có nghĩa là hai vụ việc giống nhau nhưng được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rất rõ ràng như sau. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật có nghĩa là nhà nước phải đảm bảo tất cả mọi người đều có vị thế ngang nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử, được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong việc hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đứng trước tòa. Luật pháp Việt Nam thì lại luôn khẳng định, con người sinh ra có thể khác nhau về nhiều mặt, về cả địa vị xã hội, nhưng đó không phải là căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc chịu trách nhiệm pháp lý. Theo giới quan sát, tiêu chuẩn kép được áp dụng trong xét xử các vụ án tham nhũng của quan chức và cựu quan chức hay những thành phần có tiền để chạy án thì được áp dụng mức án nhẹ hơn theo luật định. Đây là điều đã xảy ra rất lâu tại Việt Nam và hiện nay dường như nó ngày một thêm trầm trọng. Phải chăng ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại song song hai hệ thống áp dụng luật pháp khác nhau trên cùng một nền tảng pháp lý giống nhau? Công luận đặt câu hỏi để tình trạng một quốc gia, hai chế độ áp dụng luật pháp khác nhau như vậy, lỗi tại ai đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin đề tình trạng một quốc gia, hai chế độ, luật pháp khác nhau, lỗi tại ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de